Diễn viên người phán xử qua đời do ung thư di căn não khiến đồng nghiệp xót xa. Trưa 28 tháng 2, showbiz Việt bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên người phán xử Trần Nguyên vĩnh biệt cõi trần lúc 11 giờ 50 ở tuổi 58 do mắc bệnh ung thư. Theo đó, Nguyễn Trang, vợ Trần Nguyên cho biết, nam nghệ sĩ phát hiện mắc ung thư phổi tế bào nhỏ hồi tháng 9 năm 2021. Khi ấy, bệnh ở giai đoạn cuối đã di căn sang não, Trọng Nguyên điều trị hóa trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó bệnh tình chuyển nặng nên chuyển qua Bệnh viện Sanh Pôn nhưng bị trả về. Những ngày cuối đời, nghệ sĩ nằm một chỗ, không thể ăn uống, chỉ duy trì bằng việc truyền dịch. Vợ Trọng Nguyên cho biết, cuối đời chồng vẫn đau đáu với nghề, thời gian chữa trị ung thư. Mỗi khi nhà hát bận việc, anh lại xin dời ngày hóa trị để tham gia. Trọng Nguyên được biết đến với vai Chí Mất Ma trong Người Phán Xử, một vai phản diện giang hồ xảo quyệt. Nam diễn viên gây ấn tượng với lối diễn tự nhiên, biểu cảm chân thật. Sau khi nhận được thông tin trên, nghệ sĩ hài Chiến Thắng, người nhiều lần cộng tác với diễn viên Trọng Nguyên đã có chia sẻ trên trang cá nhân: "Yên nghỉ anh nhé, vĩnh biệt anh, người cha, người đồng nghiệp Trọng Nguyên." Đinh Trọng Nguyên sinh năm 1964, tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Anh gia nhập đoàn Kim Phụng, nhà hát cải lương Hà Nội. Nam diễn viên chuyên đảm nhận các vai phản diện trong Đầm Lầy Bạc, Ngôi Biệt Thự Màu Tro Lạnh, Người Phán Xử và một số bộ phim hài khác đóng cùng các nghệ sĩ như Chiến Thắng, Quang Tèo, Giang Còi.